chiều hôm nào anh với tôi đi dạo phố, hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân, cười tươi như cô gái thơ ngày vui tiên xuân, chúng mình thân quá thân. Phòng cha nghỉ chân nghe thái thanh ca biệt ly, anh ngước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phê, giọt buồn không tên lén qua tâm tư đê mê, mình thức đêm thật khuya. Xanh rừng sâu, người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chốn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui, và hàng cây me chuột lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn ơi. Phòng cha nghỉ chân nghe thái thanh ca biệt ly, anh ngước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phê, giọt buồn không tên lén qua tâm tư đê mê, mình thức đêm thật khuya. Mà như này là nó không bị quá tải nên rất là vắng. Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu, vai súng vượt biên mưa nắng khe xanh rừng sâu, người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chốn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui, và hàng cây me chuột lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn ơi. Và hàng cây me chuột lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn ơi.
nhặt cánh hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say sưa trao nhau kỷ niệm vun dày ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em lên đường, gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa qua những vùng xa lạ qua. Trường này là những cái trường mà ấy hơn chứ mà không chào nó còn hơn trong Hà Đông. Hà Đông là cái quận
lông nhá. Nếu ở đây thì mình sẽ mua sẵn cái lưới gấp đây. Không, cái này quét đi cái rồi thành sân đẹp luôn, có gì đâu. Một này, hai này, ba này, còn chưa mà yên tâm, không bao giờ sợ cái sân được. Đôi khi trộm nhìn em nắng bây giờ thôi, đây đi ra sen dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào. Nhưng mà cũng phải rất là cẩn thận, nguy hiểm đấy nhá, không được tì vào kính. Em như tắm vải lụa nhau, nhìn ra cái hồ này đẹp, thương thâu đêm giấc mộng xanh xa. Chiều rủ bồng bông xung tít ra chạy ba vòng quanh đây thì đẹp. Hồ đẹp không? Ừ, hồ này thì giống như hết đẹp, cũng nhiều chỗ chơi. Không hiểu đây, đây là cái công viên của cái khu này thôi. Về đón bà đã, không phải không khác mình đi lâu rồi. Mang theo túi dài ngọc ngà, đêm qua đêm tính gọn tương lai, mơ thấy một ngày còn níu chân cha. Ôi, ban công không làm cái giỏ như kiểu cái tổ chim nhỉ. Không sợ, cứ thả lỏng cơ thể ra, cứ thả lỏng người ra, đừng sợ, thả lỏng người ra. Thế, nó đi xuống thì mình cũng đi theo.
không à? Thôi nó khắc tự dưng. Thôi em hãy về đi, chuyện tình đôi ta xin đưa vào huyền thoại. Lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Bên bên hông của họ họ vẫn còn một cái phòng chính, vẫn còn là ban công to, nhà nào có này ta uống cho cái nhà nào ban công to là một đi chuyện nhà này hai hai ban công mà ta ban công cho phòng ngủ hai phòng ngủ, còn có nhà thì ban công to nhưng cũng cho hai phòng ngủ luôn, nhưng mà nó nối liền diện tích là bằng nhau. Thôi em hãy về đi, còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng. Huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng, nghĩ trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xu đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi cho sắp tình lỡ lòng. Thì mình phải mang lưới. Có cả thanh cả lưới rẻ mà hơn 100.000, xong đây này dùng cái này chẹn cái này được không ạ? Ý là cái máy ảnh của tờ lu ấy 2 triệu một cái mà mẹ cũng cho mua rồi đấy. Mẹ cũng gọi tôi là dích mua thôi, muốn đi đại gia rồi chấp làm gì.